Thưa quý vị, có nhiều nguyên nhân gây ra những hệ lụy về môi trường, trong đó có hệ lụy từ bãi rác tự phát. Ban đầu chỉ là tận dụng khoảng đất trống làm nơi tập kết rác trong phạm vi hẹp ở thời điểm nhất định, nhưng rồi sau thời gian, điểm tập kết rác rất dễ biến thành bãi rác. Tại thành phố Bà Rịa đang có nhiều bãi rác tự phát ảnh hưởng không chỉ đến môi trường mà còn đến mỹ quan đô thị. Thưa quý vị, đây là khu vực nội đô của thành phố Bà Rịa. Còn đây là một bãi đất trống rất rộng ở khu vực ngoại đô của thành phố Bà Rịa. Còn đây là một điểm nằm trên đường tránh của quốc lộ 56 đoạn đi qua thành phố Bà Rịa. Vâng, và quý vị có để ý thấy rằng là những địa điểm tôi vừa xuất hiện thì có chung một đặc điểm gì không ạ? Đó là rác. Và ở đây không chỉ là rác thải sinh hoạt mà còn là rác thải nguy hại hay là chất thải rắn như thế này. Và rác đều được thải ra ở những khu vực không có nhà ở hoặc là những khu vực bãi đất trống từ ngày này qua ngày kia, từ những bịch rác nhỏ tạo nên những bãi rác lớn như thế này. Và ở nhiều điểm thì người dân cho biết là những bãi rác tự phát này đã tồn tại cả 5 đến 6 tháng nay. Hàng ngày thì cứ mọi người họ lại có tí rác ở trong kia, họ lại xách ra đây. Rồi khu trong đây cũng thế, xách ra đây, kể cả những cái động vật chết tí cũng cho vào bao rồi mang ra đây. Ở trong kia người ta cũng ra đây, ở đâu cũng tới đây dục. Có bữa dục tùm lum, gà chết, vịt chết rồi nó dục theo cái này. Thưa quý vị, nếu như rác được đặt trước mỗi nhà người dân thì hàng ngày sẽ có đơn vị đến thu gom. Thế nhưng đối với những bịch rác được người ta cố tình thải bỏ ra như thế này thì mỗi ngày chỉ có thể nhiều hơn chứ không hề mất đi. Và tôi chắc chắn rằng là không ít người sẽ cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy thành phố mà mình cũng góp phần cho nó xanh sạch đẹp lại bị ô nhiễm môi trường như thế này. Nó thành cái bãi rác thì người ta thấy người ta cứ dục. Mình đi qua thì nó cũng hôi hám lắm. Chỗ này nhã tư mà cái đường này đường lớn mà để đống rác như thế này là không có được. Có thú gì đâu mà nó thú, chưa từng thấy luôn. Và người dân cho biết một trong những nguyên nhân khiến cho những bãi rác tự phát này thường xuyên xuất hiện đó là vấn đề về giá rác. Và theo khảo sát thì hiện tại người dân ở thành phố Bà Rịa đang phải đóng mức phí rác từ 30 đến 40 ngàn đồng một tháng. Và mức giá này được áp dụng từ năm 2020. Hồi xưa là 5 ngàn, bây giờ là 30 ngàn. Thì cũng cao đó. Nhưng mà không gom tùm lum tá lạ, dục vú lui xu luôn. Và nhiều người dân cho biết là với mức tăng như hiện tại thì giá rác hiện đang ở mức khá cao. Nên thay vì lựa chọn việc đóng phí rác mỗi tháng thì nhiều người lựa chọn việc thải bỏ rác ra những nơi công cộng như thế này. Liên quan đến việc thu gom xử lý rác, ở một diễn biến khác, từ tháng 1 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành quyết định 26 quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn và áp dụng từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2023. Dựa vào quyết định này, các địa phương xây dựng mức giá và lộ trình thu gom rác thải sinh hoạt phù hợp với địa phương mình. Sau gần 2 năm điều chỉnh thì đến nay mức giá thu gom rác vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây cũng là một trong những yếu tố dẫn đến một bộ phận dân cư không tham gia vào chuỗi thu gom rác theo quy định, từ đó làm phát sinh những hệ lụy về môi trường như ghi nhận mà quý vị vừa theo dõi. Các phóng viên thời sự sẽ tiếp tục có ghi nhận liên quan đến giá thu gom rác thải rắn sinh hoạt trong chương trình kỳ tới.